năm 2023, số lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người, vượt 29% kế hoạch năm và tăng gần 9% so với năm 2022, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Và trong thành tích chung đó, tỉnh Vĩnh Long đã đưa được trên 1.700 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phấn khởi về đích sớm chỉ tiêu kế hoạch sau 3 năm lỗi hẹn. Kết quả này có được chính là nhờ sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương. Khi quyết định tham gia thị trường lao động ngoài nước, ngôn ngữ văn hóa tuy là rào cản, nhưng điều lo ngại lớn nhất với người lao động là vấn đề chi phí. Được trợ lực từ chính sách đặc thù của tỉnh thông qua nghị quyết số 18 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025. Năm 2023 đã có 327 người lao động được tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với tổng số tiền giải ngân trên 22 tỷ đồng. Đây là tiền đề đòn bẩy quan trọng để lao động tỉnh nhà mạnh dạn tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Lao động tỉnh Vĩnh Long được hỗ trợ vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội từ 70 đến 100% chi phí khi đăng ký đi xuất khẩu lao động ở các nước. Thì đây là một trong những ưu điểm thuận lợi tạo điều kiện cho người lao động không có điều kiện về chi phí có thể tham gia vào thị trường lao động ở các nước. Năm qua, công ty đã đưa khoảng gần 200 lao động của tỉnh Vĩnh Long đi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Trên 95% lao động là đăng ký vay vốn ở Ngân hàng Chính sách. Cùng với chính sách hỗ trợ, ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh còn phối hợp với các ngành đoàn thể địa phương, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nguồn. Ngoài kênh kết nối phiên giao dịch, ngày hội việc làm, ngành chức năng tăng cường giới thiệu, hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động xuất khẩu, về tận cơ sở, địa bàn, tư vấn, tuyển dụng trực tiếp. Công ty Mekong đã được các cấp hỗ trợ đồng hành đến tận xã, phường, khóm, ấp và người dân. Rút kinh nghiệm những năm trước mình làm thì năm nay là có một cái sự phối kết hợp chặt chẽ giữa ngành lao động, các địa phương và các công ty có doanh nghiệp mà hoạt động đưa người lao động đi làm việc nước ngoài. Từ quý 2 của năm 23 thì chúng tôi cũng có chỉ đạo phận chuyên môn là định kỳ đúng một tuần chúng ta thống kê được cái số lượng lao động của Vĩnh Long mình đi. Trên cơ sở cái thống kê đó thì chúng tôi để cho chúng ta biết được là các đơn vị, cái tình hình thực hiện của các đơn vị đạt được cái chỉ tiêu đã được giao và đề ra trong năm chưa. Để chúng ta có cái điều chỉnh, có cái chỉ đạo, có cái tăng cường tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền cụ thể đến từng cơ sở. Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài được xem là một trong những giải pháp trọng tâm của tỉnh Vĩnh Long trong công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và tạo nguồn nhân lực chất lượng. Kết quả tích cực về công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2023 chính là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển các thị trường truyền thống và mở rộng xúc tiến các thị trường mới tiềm năng.